Hello mọi người, vâng, sau bao lâu sự chờ đợi của anh em thì cuối cùng cũng up chế độ ở dưới bài kế sinh. Và hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đùa bố à, bị mệnh. Khắm thế à rời, mới vào đã bắt làm tơ để cầm cái lọ mắm tôm nhét vào mồm chiến binh rồi. Hay lắm đêm mờ, lại đây bố mày lại sợ mày quá đấy. Ê, cầm khẩu gì đấy, rồi là RBK VIP, hay lắm. Này thì lách đi đâu, chạy đâu. Ôi, bị mệnh đằng sau. Mày được lắm, bố mày sẽ nhét cái lọ mắm tôm vào mồm mày. Này thì đường nào cho thoát. Hai phát luôn, hai phát vào mồm thì bảo làm sao mà sống được. Đấy, phải chết thôi rồi. Ô, thằng kia nó lách rồi kìa. Bắt thằng kia. Bạn chạy đường nào. Rồi, lách lách. Chạy lên quân. Mày, đường nào. Không có đường thoát cho bạn rồi. Hai thằng, ô bên này. Trời ơi, để cái thằng hủy diệt nó đi vào như trốn không người. Chắc thanh niên bận ngắm gái rồi, không biết là đứa con gái nào có phúc có phận mà để nó nhìn chăm chú đến thế. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua Uzi Vigo. Mỗi khẩu súng cực kỳ khắm lọ, đạn rất là nhiều, nhưng khắm lọ thì nó không thể thiếu được trong cái khẩu này. Ở bên Godfire Legion thì nó chỉ có hai khẩu trong cung hoàng đạo thôi. Khẩu này thì các bạn không biết là các bạn đã test chưa. Chắc là test rồi, tại vì nó cho cùng với cái con gà mà. Khẩu này thì anh em cũng biết rồi, nó chơi theo kiểu là đẩy ra ấy, bắn không sợ tốn đạn. Khi bắn hết đạn mới chịu thay đạn cơ. Đấy, khi mà các bạn bắn tiêu diệt được một con zombie nhưng nó còn tầm 3-4 viên mà các bạn không để ý, thì hiện là còn bạn zombie khác trước mặt, thì các bạn hiểu kết cục sau đó thì nó sẽ như thế nào. Đấy, khám lắm thì mệnh. Thay đạn thì chậm, mà hết đạn nó mới thay. Lại đây, lại đây. Úi dồi, nghĩ gì? Ăn tôi à? Lại đây nè. Úi dồi. Nó thấy con gà, nó kêu ó ó là tự nhiên khiếp rồi. Gà mà. Úi dồi, bình tĩnh. Thôi nào. Úi dồi, đông thế. Trời. Úi dồi, đông quá. Bao nhiêu ánh mắt đằng đằng sát khí. Và những ánh mắt đấy cực kỳ khát máu. Nhìn mình, biết làm sao. Ôi, mình nó ngon thế này mà, nhưng tôi không gì ăn đâu. Đùa Uzi đấy, nó nhiều đạn vờ lờ. Cái số lượng đạn nó phải gọi là cân cả map rồi. Đây đây, thèm thì tôi cho, chứ không cần phải xoắn làm gì. Úi dồi, biến luôn đi. Thế mèo nó hồi sinh phía sau ạ. Lại đây, bố mày lại sợ chúng mày quá cơ. Úi dồi, nghĩ gì? Liếm tôi à? Liếm tôi này, cân tất và cân cả đất xung quanh. Gì gì, nhìn liếc cái gì, liếc cái gì, liếc cái gì. Tuy nhiên hủy diệt không biết làm gì. Ôi, thằng tơ yếu rồi kìa. Hay lắm DM. Vâng, mình phải thoát ra trận khác thôi. Anh em có biết không, người ta chỉ cần chat lên một câu thôi là những trận sau là mình phải sấp mặt rồi. Tin mời NT kìa, hiếp nó trước. Thế là cả phòng nó hưởng ứng. Hay lắm DM, mình phải thoát ra trong đầy nước mắt. Đấy, anh em biết là nỗi khổ của mình là nó như thế nào rồi. Rồi lại đây, thầy nhìn tờ này. Đắng thế. Bom của bạn đâu rồi? Rồi, chắc là hổ mắm tôm thằng nào cướp rồi. Thằng nào cướp giật thì trả lại cho nó nhá. Mệnh chế độ này còn cướp giật của nó. Rồi, hai thằng kia. Rồi. Một cây làm chẳng nên non, hai cây trụm lại thì vẫn là hòn cứt khô. Rồi, úi dồi, té thôi. Ơ, cái định mệnh, có chặn đường này. Hay lắm, một con y tá, một con hủy diệt. Thôi, úi dồi. Này thì móc lốp, này, úi dồi. Lách cái kiểu gì mà lại lách vào mồm nó thế kia. Đen cho bạn rồi, mình té lên đây thôi. Chúng ta sẽ cùng kiếm cận chiến nhá. Con gà này thì nó đập như giẻng VIP, nhưng đam nó không vàng thôi. Lại đây, úi dồi. Tao lại sợ mày ghê quá, úi dồi. Đập tung cả lông. Người ta gọi là đập tung lông. Đây này, lên đây, thanh niên tơ này. Úi dồi, đâu rồi? Tơ nó lướt lên ăn mấy thằng kia rồi, không sao. Mình sẽ đợi hero, mình đợi bạn. Hero đâu rồi? Mình đợi bạn đây rồi. Lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây. Ơ, AFK luôn này. Úi dồi, cái gì đấy? Bạn tung lông trong đầy nước mắt ư? Hay là bạn tung lông không thấy mình luôn? Thế luôn thằng này vào AFK để làm gì đấy? Thế mèo nào tự dưng này dơ mồm mồ, dơ hàng vào mồm. Úi dồi, đồng thế. Đây, 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 đây. Thằng kia liếc được mình rồi. Úi dồi, liếc được mình là bạn tạch.
Đấy, người ta liếc được là chết, chứ còn đây là bạn liếc là bản tạch thôi. Úi xôi, chết cả hai thằng. Đi mày. Đùa thật đấy chứ. Rồi xong sao, úi xôi. Cái gì đấy? Tính cận chiến nó thôi. Thế mèo là bọn này nó vào phá đám. Này thì vào phá đám tôi này. Úi xôi. Úi xôi, kinh quá. Thằng tơ nó trâu quá, đã thế toàn hủy diệt. Tôi biết là hôm nay là ngày gì mà hủy diệt nó đông đấy nhở. Cái bọn này nó thấy mình, nó mua hủy diệt nó vào, nó cho mình ăn hình sấp mặt lờ. Hoặc không thì có chế độ giống bài mới, nó mua vào nó test. Đấy, hủy diệt nó bá lắm. Các bạn không cần test làm cái gì. Các bạn chỉ cần cầm rung non là được rồi. Cầm mấy con đấy thì bố thằng nào chịu được. Thôi hay quá. Rồi, lại đây. Zoom lại ít thôi. Bạn ơi, đi cào mấy thằng thẩm du ý. Mình với bạn thì không có thù oán gì với nhau. Thì tốt nhất thì bạn không nên chạm vào người mình. Mình là một con người rất là hiền. Úi ôi, ném bom này, đâu rồi thằng kia rồi. Lại đây mình cứu cho. Đây. Úi ôi. Cái điện mới. Trời ơi, đang cứu thằng kia. Hay lắm DM. Mình không hiểu tại sao mình bắn hết rồi mà thằng kia vẫn bị hóa giòm nhỉ. Ảo lòi. Không thể tin được. Bựa vãi. Mình bất ngờ không hiểu tại sao mình bắn hình như là mình bắn hết rồi mà. Thế mèo nào thôi do bạn đen. Úi dồi, đông thế. Thôi xong rồi, chắc mình phải thoát thôi. Thẩm tu đông thế này giúp bay sao lên được. Úi dồi, thôi xong rồi. Úi dồi. Phận làm con dai chưa một lần yếu ấy. Mậy khắm thế à rồi. Vào phòng nào cũng không yên. Thôi cho mình làm một cái clip thôi. Khó thế đấy, các bạn có thể hiểu mình làm clip khó như nào. Bình thường thì mình làm nguyên một trận thì mình phải thoát ra vào lại rất là nhiều. Tức là chọn một trận để săn cho tốt cả trận ý. Mình phải chọn rất là nhiều. Chứ không phải là như này đâu. Như này thì trận tốt trận hay. Trận dở quá thì em ngắt xem cái đoạn đấy thì cũng như thế thôi. Ok thì cũng rồi. Thắm thế. Thời này có nấp trong đấy. Thời này là người ta lên đầu kia người ta thẩm du. Thời này có thẩm du chỗ đấy thì bảo sao không sốt mặt. Đây, lại đây. Rồi. Bạn hơi bị hổ báo đấy. Tao lại sợ mày quá cơ. Rồi bay bay. Ơ thằng này lag à? Đùa. Ảo ấy nhở? Ơ, cái gì đây? Cái gì đây? Này thì lại đây. Rồi nó dựa vào thằng giống non này. Hay lắm. Bạn cứ dựa vào thằng giống non đi. Đấy, thằng đấy thì cũng không gây được cái nhiều tác động cho mình đâu. Rồi nó cũng chạy luôn rồi. Lại thằng nữa. Nhiều nhở? Đập tung lông này. Úi giời, gì thế? Có hủy diệt ở sau nó cover. Cái bảo sao em sống được. Cái gì đấy? Rồi ngồi bút kêu à? Cảm ơn bạn nhiều nha. Đâu rồi? Chờ bọn kia lên và đập tung đít thôi. Úi, y tá. Khiếp. Ghê quá cơ. Úi giời. Đập tung lông này. Người ta đập tung đít thì mình đập tung lông. Úi giời, cái gì đấy? Trời ơi. Tha cho tôi. Rồi biến luôn đi, úi xổi, 120 công bằng 1 hên. Bạn dễ giàu gì ăn được mình. A hí hí. Lại đây nào. Úi xổi, té. Cái gì thế đấy? Trời ơi, không lên được. Vai xoài. Ô đứng y một lũ đi kia, mình không thể lên được. Thật là VL. Dã man thật. Đúng là 120 công bằng 1 hên. Chỉ cần đen một tí thôi là bạn đã sấp mặt rồi. Đấy. Phận làm hero chưa một lần chém ai. Mà lúc chém được vài thằng thì sấp mặt ngay. Cố lên, chúng ta hiếp ân trước. Đấy, lại hiếp ân trước. Đi mệnh đùa. Tê mèo nào. Đi vòng nào cũng hiếp ân trước thế này. Giết tao đi, bị mệnh. Thằng nào cũng hiếp ân trước thế này. Bảo sao sống đây. Hay quá này, thì hiếp ân trước này. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Ai hi hi. Úi dồi. Này đi lách nhá. Làm gì được nhau. Lại đây. Úi dồi, ngồi xuống lờ tình này. Bố mày lại sợ mày quá đấy. Đập tung đích này. Ngu hết cả người. Này thì lừa tình. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Ám đủ được lắm. Bình thường như cân đường hộp sữa. Khi mà mình đã lên cơn thú tính thì chả sợ bố. Khi mà mình đã cáu thì chả sợ bố cháu là ai. Đừng hỏi bố cháu là ai.
Ô oh, hay lắm DM, làm giúp bay rồi, không sao. Rồi, đập cái gì? Đấy, hiệp ăn trước, hiệp đi. Trời, thương quá cơ. Yêu lắm, yêu lắm, yêu. Chết cả hai thằng. Nó lao nó cận chiến nó mới ghê. Trời ơi, cứ nghĩ là mình yếu lắm cơ. Đấy, 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 lại bắn mình. Thôi xong rồi. Đường nào cũng chết, đường nào cũng chết rồi. Mình cả một phát nó giật mình luôn ạ. Kiếp thế. Thôi, bên kia. Có bên kia đi tôi. Lên đi tôi. Mình sẽ lên cover với bạn. Tớ đâu rồi? Mình sẽ lên cover nó thôi chứ. Úi rồi. Ơ, tớ đâu rồi? Tớ chết rồi. Còn cái thằng kia còn sống nhỉ? Úi rồi. Này đi, úi rồi, tôi sống không sống rồi. Cắm thế. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây.